Đi theo tôi. Anh là ai? Tại sao lại đi về với anh? Đây là điện thoại thâu âm của Nguyên Chấn Hiệp. Sau khi nghe tín hiệu, mời các bạn nhắn tin lại, tôi sẽ trả lời sau đó. Đừng nha, đừng, viên cảnh sát tội lớn lắm đó.
chết đi. Dám đánh cảnh sát hả? Sao đây? Đỡ tánh rồi hả? Sao xăng quá vậy? Hả? Tôi tới đây một mình cũng là vì theo dõi hai tên đó thôi. Ai về họ tới đây giao dịch. Cũng may là số mạng của tôi thiệt là lớn. Ông trời đã phái anh tới đây cứu tôi. Ở trong nguy nan đưa tay cứu trợ mới là người bạn tốt mà, phải không hả? Tôi chỉ biết người có thể lập công cho tôi mới là bạn thật sự mà thôi. Sao đây? Hậu Sơn có đủ số chưa? Nè, còn chưa có đủ số đó. Tôi nghĩ là có đồng lõa. Lần sau anh phải nhớ giúp tôi nữa nha. Đâu cần tôi giúp đỡ chứ. Đầu nay anh đã may mắn rồi mà, phải không? Gì? Tôi nhờ anh đó. Anh em của anh tới rồi kìa. Đã đến lúc anh lập công rồi đó. Thôi chào nha. Chào nha anh bạn. Alo, đại ca à, anh ở đó thì nghe điện thoại đi chứ. Nè, nhớ nha, 5:15 phải làm thủ thuật đó, về mau đi. Chào bác sĩ Hiệp. Chào cô. Bác sĩ Hiệp đã về rồi. Không những bác sĩ Hiệp đã tới, còn cái bông nữa, bác sĩ Hiệp tặng cho cô. Cảm ơn. Anh đó nhờ khiến người ta lo lắng quá à. Lần nào cũng vậy hết á. Anh tưởng một cây bông đó là có thể đền bù được hay sao chứ. Nè, tại sao mỗi lần em điện thoại cho anh á, anh đều không chịu nghe vậy? Lần nào anh cũng đúng giờ mà, đâu đi trễ đâu. Nếu không phải em nhắc nhở anh. Đừng dài dòng nha. Em biểu anh làm sao đây. Anh vừa lặn lội bắt cá, vừa nói điện thoại với em. Phẫu thuật bắt đầu. Hô hấp và nhịp mạch điều hòa. Chúng ta có 30 phút để làm thủ thuật. Bà Trì à, uống miếng thuốc đi bà Trì. Ây da, đã nói là không uống mà. Lớn như vậy người ta làm sao nuốt vô chứ, không uống đâu. Bà không uống thuốc không có được, bác sĩ sắp tới tuần phòng rồi đó. Đã nói là không uống mà. Tại sao không uống thuốc vậy hả? Bác sĩ Hiệp à, viên thuốc lớn như vậy tôi nuốt đâu có vô chứ. Nuốt không vô à? Bà có thể coi như viên kẹo cắn là mấy cục thì nuốt vô được rồi. Ai da, nếu mà cắn nó ra thì đắng lắm, đâu phải kẹo đâu. Bà thích nghe nhạc Lý Hương Lan không? Phải, tôi thích nghe bản 3 năm lắm. À, 3 năm rồi, 3 năm cứ chờ như vậy thiệt là triền miên quá đi. Nghe thôi, đừng bao giờ nghĩ vậy được rồi. Bác sĩ à, chừng nào tôi mới có thể xuất viện? Uống thuốc đúng giờ thì sẽ xuất viện. Không cần 3 năm chứ hả? 3 ngày cũng lâu đó. Ừ, được. Cô y tá à, nghiền nát thuốc viên cho bà đi. Được. Bác sĩ à, ông thiệt bận tâm cho bệnh nhân quá à. Tôi chỉ tin tưởng có một mình ông thôi. Còn tôi thì tin tưởng các cô y tá này. Tôi tin họ thì bà cũng phải tin họ chứ. Ừ, đợi tôi lành lại rồi tôi hát bản 3 năm cho ông nghe nha. Được, mong 3 ngày là được nha. Ừ. Hôm nay vụ án đã phá được phân nửa. Hột xoàn cũng đã kiếm lại được một nửa, cho nên tiền cũng ra một nửa thôi. Cái dòng này là dòng chót đó nha. Thiệt là hà tiện quá đi. Hèn chi không có đứa con gái nào thèm hết. Nè, cô cũng không khá hơn tôi bao nhiêu đâu. Nè, tôi kén chọn thôi anh có biết hay không. Nè, theo chuyên gia phân tích á, thì con gái có cơ hội bị cua nhiều hơn con trai 50 lần. Chuyên gia. Cô tự cho mình là chuyên gia kìa. Đừng gây nữa mà. Con bướm kìa đang bay qua đó. Bay tới kìa. Đang bay tới đó. Cha Hà coi sẽ quyến rũ tôi nè. Ý, cha đang bay tới kìa. Tới đó tới đó. Đàn ông gì mà ngựa quá đi. Anh bạn à, cho mượn lửa đi có được không? Xin lỗi nha, tôi không có hút thuốc. Không hút thuốc cũng không có nghĩa là không có hộp quẹt má. Cha, con mũi lớn quá vậy. Chích anh đó. Hơ, cô hai à, bộ không ai cho cô biết hút thuốc ở trường sở công cộng là phạm pháp hay sao hả? Chắc mới tới à? Ừ? Hey. Điện lực của cô bằng sẽ phát điện á. Nè, mà bị con này cắt đứt dây cáp. Coi chừng bị điện giật đó, thiệt ngựa quá đi. Nghe chuyên gia điện lực nói chuyện đi. Nè, em chỉ là chuyên gia tình yêu thôi. À nè, cái con bạn của em đó, người đẹp gái, lại thông minh nữa.
Ê, lại nữa rồi, tội nghiệp quá mà, đừng làm ai cho anh nha. Là một em bé dễ thương đi có được không hả? Thiệt là đẹp lắm đó mà. Nè 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 nè, Nguyên đại ca không thích thì để trao đồng này nha, hả? Thiệt đó. Bộ anh được phần nửa đẹp trai như Nguyên đại ca của em hay sao? Anh giống bỉnh đầu heo thôi. Nè, tiếc quá. Tôi là bỉnh đầu heo à? Cô là con gà con. Nè, chúng ta đều là súc vật. Anh mới là súc vật đó, bỉnh đầu heo thúi. Gà con. Bỉnh đầu heo thúi. Gà con. Có tình tôi lấy khoai chiên ném anh hay không? Khoai chiên hả? Cô muốn thử bánh phòng của tôi không nè? Thử đi. Này là cô dưỡng nữa nha. Nè, thử nè. Hai đứa thấy chưa? Thì là xứng đôi vừa lứa mà. Ai mà xứng đôi với nó? Phải rồi, tâm ý tương thông. Nói cùng một lời, hành động nhất trí, động tác như nhau còn nói không phải nữa. Còn cho một chuyến tiếng nữa. Thấy chưa? Đánh nha. Ê nè, đánh lại đi. Nếu lần sau đi bác sĩ sẽ không tính bớt đó. Còn bố nữa, đánh cho chết nè. Bình tĩnh nha. Chạy. Chạy cái gì chứ? Hai chân của anh mau hơn bánh xe người ta hay sao? Đám dân này là ai đi? Cũng là kẻ thù của anh đó mà. Tôi nghĩ không phải đâu. Chắc là bọn cướp hột sòn. Mới đây đã kiếm tới trả thù sao? Họ làm việc nhanh hơn cảnh sát có người nhiều. Có xí sợn như vậy sao không đi ca hát đi? Ây da, cái tình bỉnh đầu heo này. Chúng ta phải cẩn thận chút mà. Alo, tôi là Kiệt đây. Cái bản nhạc của anh đã làm xong chưa? Cái cô đó hối tôi dữ lắm đó. Nhớ ngày mai nha. Thank you.
xin lỗi nha. Có phải quý rầy tới anh hay không? Không đâu, vừa rồi cô múa rất là đẹp đó. Cảm ơn. Nè nè, bản nhạc đó có phải của anh sáng tác hay không? À, tôi thích lắm, không biết có thể nhường bản nhạc đó cho tôi được hay không hả? Ngàn vàng dễ được, tri âm khó tìm. Tiếc là tôi đã đưa bản nhạc này cho một người khác rồi. Vậy thì tiếc quá. Có lẽ là tôi không có duyên với bản nhạc này. Xin lỗi nha. Vậy tôi không quấy rầy anh nữa. Bye bye. Bye bye. Nè, mấy nhà nghệ thuật gia hay có hành tung bất định, nhưng mà coi bộ không giống ha. Cho nên bây giờ tôi không thể làm nghệ thuật gia, chỉ làm bác sĩ thôi. Anh nghĩ suốt đó, có tiền thì nói chi tới nghệ thuật. Nè, nghệ thuật không thể mua bằng tiền đâu. Anh đừng có cãi với tôi nữa. Nếu không có ai đại thọ hay ủng hộ thì mấy đoàn nghệ thuật làm sao mà sinh tồn được chứ hả? Nếu như anh không có biểu hiện thì đâu có ai chịu ủng hộ anh chứ. Cũng như có người hỏi thật ra có gà trước hay là trứng gà trước thì cũng vậy thôi. Chào cô. Cô tới đúng lúc, để tôi giới thiệu nha. Không cần giới thiệu đâu, hồi trước tôi gặp rồi. Hả? Gặp rồi à? Nguyên Chấn Hiệp. Lâm Lăng. Chào cô. Coi bộ tôi cũng có duyên với bản nhạc của anh lắm. Có gì mà có duyên với không duyên chứ. Cô làm anh coi lại cái bản nhạc này coi có vừa không đã. Ngàn vàng dễ được, tri âm khó tìm đó nha. Khúc nhạc này tôi tặng cho cô. Hả? Cảm ơn. Một người đưa nhanh, một người nhận mau. Nói vậy quê hồng của tôi bay mất rồi. Hả? Ai biết. Khi mà tôi rảnh rỗi thì thích tới đây để đọc sách và suy nghĩ. Nhiều lúc ngửi tới mùi thơm của trà cũng khỏe khoắn lắm chứ. Nếu như không có cô dẫn tôi tới đây thì không biết lại có một chỗ tốt như vậy. Nếu mà không phải anh thì chúng tôi đâu có một bản nhạc chủ đề hay như vậy. Anh à, anh có tin số mạng không? Có khi tin, có khi không. Nhưng thường thì không tin hơn là tin. Còn tôi thì tin lắm. Tôi thấy có nhiều việc như là trời đã sắp sẵn. Như là? Như là tôi vốn đi học về thiên văn học, sau đó chuyển sang học nghệ thuật. Trước đó làm việc ở Nhật Bản, bây giờ lại trở về Hồng Kông làm giám đốc của một đoàn nghệ thuật Hồng Kông. Có thể nói là sự ăn bài số mạng cũng được. Cũng có thể nói là cá tánh của mình, tùy theo sinh hoạt mà thay đổi. Vậy hôm nay mình gặp mặt lần thứ hai, làm sao giải thích đây? Có nhiều chuyện không thể giải thích mà. Hay là để tôi bói một quẻ cho anh nha. Cô biết bói sao? Coi như là tiền thưởng của khúc nhạc đó. Được. Đây là cách bói quẻ của người cắt bóc. Linh nghiệm lắm. Hai ngày nữa, có lẽ sẽ bị nguy hiểm. Có cách nào lánh né được không? Nếu như có thể lánh né thì đâu phải là số mạng nữa. Nếu như không thể lánh né, tôi thà không biết trước còn hơn. Nói tóm lại là anh phải tự cẩn thận. Tôi thì nhất định cẩn thận. Tôi còn mong lần sau là sẽ uống trà với cô. Không bị sốt. Vậy được. Anh cởi áo ra để tôi khám cho anh. Cho người ta cũng rành lắm, nhưng cắt cổ không có tệ đâu. Muốn thử không? Tôi nói cho anh biết nha, đừng có giả câm giả điếc nữa, có biết không? Hột xoàn này giấu ở đâu? Hả? Đồng lõa của anh ở đâu? Anh giỏi thiệt, anh giỏi thiệt. Cứ tiếp tục giả cầm giả điếc đi, đừng có nói chuyện nha. Có đạo nghĩa muốn gánh hết một mình hả? Đưa nó qua sở cao lưu. Nào, đi, xuống xe. Xuống xe đi. Xuống xe. 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 Xuống xe.
Ê, có máy theo dõi. Chỗ này. Được rồi, anh hai. Bắn đi. Đi. Muốn lấy cái máy theo dõi từ bao tử ra, trừ khi là giải phẫu thôi. Hả? Như vậy là phải kiếm anh à? Thôi đừng nha, lần sau đãi tôi ăn cơm cũng không thèm đâu. Ê, không sao chứ hả? Không sao. Nè, bị anh đánh ngất xỉu là nhìn thấy tôi ngất xỉu gì? Có cần qua bên kia đón thử không? Nói chơi chút không được sao? Được mà, lên đi. Đi. Bọn cứ hộp soạn đó. Em nói không có gì rồi mà. Lần này đã bắt được quả tang rồi. Cũng là xếp đồng tài giỏi thôi. Cảm ơn. Thiệt là cảm ơn. Tôi thiệt cảm thấy thẹn quá. Đến ra. Đã nói là xếp đồng Hồng Phước Tề Thiên mà. Giỏi rồi, thiếu anh thêm cái mạng. Vậy ra ngoài ăn cơm đi. Được rồi. Ý dồ. Các vị, nhà thơ Ông Vinh Thị có được quy mô như ngày hôm nay là cũng nhờ sự ủng hộ hết mình của ông Vinh Diệu. Cái tượng đồng này được đúc ra để khen ngợi ông Vinh Diệu. Và hôm nay chúng tôi thật là hân hạnh mời được ông Vinh Diệu tới làm lễ mở màn. Cảm ơn các vị. Vừa rồi lời nói của Đinh Viện Trưởng thiệt là quá hơi nặng lời. Tôi muốn bổ sung vài câu. Sở dĩ nhà thương Vinh Diệu có ngày hôm nay, chúng tôi chỉ đóng góp sức mọn mà thôi. Công lao này phải thuộc về các bác sĩ, các cô y tá, các nhân viên cộng tác. Không có các vị thì không có nhà thương Vinh Diệu. Ông này thiệt đúng là mấy người nhà giàu không có làm phách chút nào hết. Không sai. Thật là rộng lượng và lễ độ. Em à, em có muốn làm người tốt dù là người nhà giàu hay không hả? Muốn thì sao? Phải rồi. Lần nào em cũng muốn giấy số mà. Nếu như trúng số thì quyền ra hết đi. À, anh phải quyền chung với em đó. Được mà. Chào ông Diệu. Xin hỏi... Nguyên Chấn Hiệp. Bác sĩ Nguyên Chấn Hiệp. Thiệt là cảm ơn ông đã giúp đỡ kiếm lại mớ chầu báo. Nếu không thì đêm đấu giá từ thiện tối mai nhất định sẽ mất đi nhiều tiền lạc quyên. Ông Diệu làm việc từ thiện mà, tôi đâu dám so sánh chứ. Chuyện tôi làm không có đáng gì đâu. Cậu trẻ này thiệt là khéo ăn nói quá đi. Các vị,
Buổi đấu giá từ thiện tối mai mong các vị tới dự cho thật đông đảo. Các vị đã làm việc vất vả như vậy, thiệt là nên có một buổi nhẹ nhàng, tới chơi cho vui vẻ nha. Tôi xin đại diện các bạn cảm ơn ông Diệu. Thiệt là cảm ơn. Nè bác sĩ Hiệp, tối mai nhớ tới đúng giờ đấy nha. Nhất định. Nào, chị coi giùm tôi ăn mặc như vậy có đẹp không hả? Bây giờ chị muốn nói thiệt hay là nói giả đây? Chứ chị nói thiệt hay giả thì cũng đều là khen tôi đẹp đó mà. Thông minh quá ha, lần này không mất bẫy nữa. Nè, hay là như vậy, tối mai chị cũng tới đi nha. Ê, thôi đừng, chị cũng biết rồi đó, tôi không thích tới mấy chỗ đông người mà. Không phải đâu, tối mai tôi sẽ giới thiệu một chàng trai tốt cho chị quen biết nha. Nếu như là có duyên thì sớm muộn cũng sẽ được quen biết thôi. Vậy thì phải. Nè, hay là chị giúp tôi đi. Bối coi có gặp được một hoàng tử bạch mã hay không chứ gì. Ừ. Sao hả? Vậy nghĩa là sao? Mau lên. Hả? Thế nào? Nè, lá bài này nói là chị có tin mừng về xã giao. Ờ, chị có thể gặp được một người đáng tin cậy trong một hoàn cảnh thiệt là lãng mạn tình điệu. Có thiệt hay không? Ờ, chị đã động lòng Xuân rồi. Chị, nè, anh có đẹp trai không? Coi lá bài này thì biết nè. Hả? Sao giống ăn trộm quá vậy? Ừ, tôi giỡn với chị thôi. Thiệt bậy quá, làm tôi hết rồi. Tối mai chị sẽ biết mà. Vô coi. Theo tôi thấy, đeo thêm một sợi dây chuyền thì sẽ đẹp hơn. Vậy hả? Nè 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 nè, chị như có sợi dây chuyền hả? Có, để tôi lấy cho chị đeo nha. Hay quá, một bà chủ nhà tốt nhất trên thế gian này. Không cần miệng lưỡi đâu, xí soạn quá. Xí soạn cũng có cái dễ thương của nó mà. Ừ. Sao hả, lúc này làm ăn như thế nào? Khá lắm. Bên này khách cứ đông đảo ha. Mặc cái áo này đẹp quá. Bên này toàn là khách quý không đó. Chắc sang quá đi. Xong rồi qua kia. Qua kia lấy nước uống đi. Có cả khách Hàn Quốc nữa đó. Nè, bây giờ mình lại đi uống nước đi ha. Chào. Chào. Nè, thôi mình vô đi. Đi. Nè, nè. Ờ, Sách Đông. Theo dõi cho kỹ nha. Mấy cái hoàn cảnh này sẽ có nhiều người thừa nước đục thả câu lắm đó. Báo với anh em theo dõi cho kỹ có biết chưa? Dạ dạ. Thật là tức quá. Cấp trên không biết làm gì nữa, phái cái thằng khờ này đi theo mình. Làm gì đây? Lẩm bẩm mình vậy? Không, có tên mặt danh phái tới giúp việc đó. Thật là khờ khạo ghê quá. Phải sai mới biết làm việc. Bị anh sai dĩ nhiên là khờ khạo rồi. Cảm ơn. Nhìn cái gì lại không biết trốn đâu rồi nữa. Điên rồi. Nếu không có nhìn gì. Ê, hôm nay người ta có bói. Bói nói là hoàng tử bích mã sẽ xuất hiện, cho nên mới ngó thử thôi. Chờ, có phải vậy không đó? Ê, thôi không được đâu. Hai đứa mình đẹp trai như vậy, phải lánh mặt xa một chút. Đừng có bao giờ quấy rầy người ta tới chờ hoàng tử bích mã. Nếu bị hụt thì không nên đó. Bộ kiếp trước có thù oán gì với anh hay sao? Có sửa lương tôi hoài không vậy? Không phải là có thù với tôi, mà là cô có thù với tôi. Anh còn không nói phải... nữa. Ê, đêm nay mới lịch sự mà, đừng giận. Hoàng tử bạch mã của em đang xuất hiện mà. Ủa? Điều quá vậy? Ừ, sao điều quá vậy? Điều quá vậy? Rồi. Tắt đèn vậy?
Đẹp, đẹp quá. À, cảm ơn, cảm ơn. Nè, nè, Quyên à, Quyên à, làm gì mà lâu quá vậy? Cả đám người ở bên ngoài đòi gặp chị đó. Mau lên đi, làm gì vậy? Mau lên. Chậm chạp quá à. Đi mau lên. Mau lên đi, đi. Nghe xin lỗi nha. Anh làm cái gì đây? Sao tâm thần quảng hốt dữ vậy? Thật là đẹp quá ha. Anh không có biết thưởng thức đâu. Kiếm được cho đủ nha. Thiếu một món cũng không được đó. Lạnh lắm hả? Nguyên đại ca. Khoác áo lên nha. Nếu không lạnh lắm đó. Nếu không quan thủ ít mã tới chưa xuất hiện đã biến thành cục băng rồi. Cảm ơn Nguyên đại ca. Lấy ly đồ nóng cho em uống nha. Làm phiền cho tôi một ly trà nóng. Làm phiền cho một chút. Anh bạn, ly trà nóng của anh đây. Cảm ơn. Quay, là cục này nè. Sao có nhiều mật mã quá vậy? Lấy đồ giải mật mã nhanh lên. Ây da, nè nè, có được hay không? Đừng gói, không có dư giờ đâu. Đã sắp được rồi. Chứa rồi. Sao không mà không được, được chứ? Đã biểu đừng có mang cái cục cũ kỹ này tới mà nó không được tối tân. Tôi đâu có biết là không được. Hai người là ai? Thiệt là tức quá đi. Bị cái thằng khỉ đó làm hư chuyện. Nếu bây giờ bỏ đi thiệt là uổng công. Phí sức. Ây da, hai cái áo thuê về mất 100 bạc lận. Không được, nhất định phải lấy lại cái gì. Rồi bỏ đi ngay. Xin hỏi ông có bị sức như vậy không? Ây da, excuse me. Xin lỗi, xin lỗi. Xin lỗi nha.
Cô Hai à, chiếc nhẫn này có phải của cô hay không? Là bắn đồ đó. Chạy mau. Chạy mau. Nè bác sĩ Hiệp à, có chuyện gì muốn hỏi hay không? À, ây da, bệnh không có thấy đường hay sao? Muốn động chết người ta sao? Tránh chỗ ra. Anh đi để. Tôi là cảnh sát. Bây giờ tôi nghi ngờ hai cô ăn cắp đồ. Xin lỗi cho tôi xét đi. Có bằng chứng gì? Cô giỏi thì cứ xét đi. Đụng tới tôi là tôi kêu ngay. Chuyện gì đó? Cô tới đúng lúc. Nguyên đại ca nói họ ăn cắp đồ hả? Phải rồi. Xét giùm đi. Ồ, thiệt nhìn không ra. Xin lỗi nha. Không có. Để tôi. Đừng đụng tới nha. Ờ, à, được rồi, để tôi. Xin lỗi nha. Thì không có. Sao đây? Đi được chưa? Hai vị làm ơn cho tôi có giấy tờ. Căn cước đó. Nghe chưa? Thẻ căn cước. Lương thần mỹ cảnh, cái tên gì kỳ cục gì? Hiểu biết nông cạn, chỉ biết cằn nhằn. Yeah. Wow, khắp nơi đều có vàng lượm hả? Vậy mình lượm đi chứ, vậy mình phải để ý một chút mới được. Hai cô thật là khéo đóng kịch. Bỏ đi, đừng để chủ nhà khó xử. Mai cho hai cô đó. Tới giờ. Cơ hội chỉ có một lần thôi. Mau. Chi chuyện này có phải của cô không? Lượm được ở ngoài vườn bông. Cảm ơn. Không chi. Cô à, tôi có thể mời cô nhảy một bản hay không? Chị Quyên à, chị còn nhảy đầm nữa hả? Xin lỗi ông nha. Chiếc xe ở bên ngoài đã chờ chị lâu lắm rồi. Đi mau đi. Xin lỗi nha. Lần sau nhảy tiếp hả? Xin lỗi nha. Không sao. Xin chào. Đi. Mau lên. Để người ta đợi lâu lắm đó. Lời dân này giá sẽ bề ngọn. Chẳng chí